thôn Vi Mã, xã Phong Hải được sáp nhập từ 3 thôn là Vi Mã Dưới, Vi Mã Trên và Cửa Cải với trên 130 hộ dân. Tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm trên 80%. Một trong những nguyên nhân đó là đường giao thông đi lại hết sức khó khăn. Đây là tuyến đường đến trung tâm thôn Vi Mã. Mặc dù thời tiết tốt nhưng để đi xe máy được trên tuyến đường này không hề đơn giản. Chỉ người dân bản địa hay những cán bộ, giáo viên công tác tại đây lâu ngày mới dám lái xe. Đường xấu, đi lại khó khăn, sản xuất nông nghiệp vì thế cũng không phát triển được. Cái xe nó không lên được đây thì chuyển thóc, chuyển ngô này, chuyển lân đảm này lên thì vất vả. Một ngày một thằng chỉ giỏi nhất là 5-6 bao lân lên là giỏi nhất rồi. Đặc biệt là khi mùa màng thu hoạch về rau, trao đổi về hàng hóa. Thì mùa giao đổi về hàng hóa thì cái này khó khăn. Về chuyện là mùa bao thóc hay bao ngô từ trên này xuống dưới chợ thì mang đi giá cả thị trường thì lẽ ra người ta ở dưới kia người ta bán được cái giá của tầm khoảng là 4.900 một cân. Thì mình ở trên này vừa chuyển rất khó khăn xuống dưới giỏi nhất là được 47-48. Thì nếu mà không bán thì không vừa chuyển được về. Thôn Vi Mã có 131 hộ dân, chủ yếu là dân tộc Mông và Dao. Bà con trong thôn sống bằng canh tác nông nghiệp với các loại cây trồng như ngô và lúa, chăn nuôi nhỏ lẻ theo hướng tự cung tự cấp. Nhận thức được tầm quan trọng của đường giao thông đối với sự phát triển của thôn, năm 2015, người dân trong thôn đã đóng góp đổ 1 km đường bê tông. Tuy nhiên, độ dốc tuyến đường quá lớn, đầu tư cho mỗi mét đường đi lại quá thấp, nên chỉ phát huy được hiệu quả trong một thời gian ngắn. Hôm nay là nắng giáo như này, tôi lên một tháng tôi cũng cố gắng nhiệt tình lắm, cũng lên được 3-4 lần, không hơn được. Nên là cũng không sát dân như trước, cũng rất là nhiều khó khăn trong các lãnh đạo. Mình mà không đi vào tâm tư, không đi gần dân, không tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân thì rất là khó trong các vận động dân phát triển kế. Còn trong công tác phát triển kinh tế của dân thì đối với thôn tôi hiện nay rất là khó khăn. Và nếu như cứ như cái điều kiện mà hỗ trợ của nhà nước như thế này thì bản thân những cán bộ lãnh đạo cũng rất là mệt. Nếu huy động sức dân để thực hiện xây dựng tuyến đường thì trước hết là đối với người dân thì mật tỷ lệ đường thì dài, xa, rộng, xa mà rất khó khăn. Đấy, thứ hai là các hộ dân ở trong thôn chủ yếu là hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc số, kinh tế rất khó khăn, không đủ sức để làm tuyến đường này. Đối với chính quyền địa phương thì nguồn kinh phí để đầu tư thì gần như không có để đầu tư xây dựng cái tuyến đường. Thiết nghĩ chính quyền và ban ngành các cấp cần sớm quan tâm, hỗ trợ nâng cấp tuyến đường này để người dân thôn Vi Mã thuận tiện trong việc học tập, đi lại, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế và sớm thoát nghèo.